Ngược dòng thời gian, cách đây 70 năm, vào năm 1947, tại miền Nam Việt Nam, hình thành cơ sở đào tạo bác sĩ và dược sĩ đầu tiên là Khoa Y Dược Sài Gòn, như một phân hiệu của Trường Đại học Y Dược Hà Nội, do giáo sư Pierre Deleuze làm khoa trưởng. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, Khoa trở thành Trường Đại học Y Dược Sài Gòn. Năm 1961, Trường Đại học Y Dược Sài Gòn được phân chia thành Y Khoa Đại học Đường Sài Gòn và Dược Khoa Đại học Đường Sài Gòn. Năm 1963, Ban Nha Khoa thuộc Y Khoa Đại học Đường Sài Gòn trở thành Nha Khoa Đại học Đường Sài Gòn. Lúc này, cả ba trường là các thành viên độc lập trong Viện Đại học Sài Gòn. Sau khi đất nước thống nhất, vào năm 1976, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Y Khoa Đại học Đường Sài Gòn, Dược Khoa Đại học Đường Sài Gòn, Nha Khoa Đại học Đường Sài Gòn và Trường Đào tạo Cán bộ Y tế miền Nam. Năm 1994, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập. Cùng năm này, Khoa Khoa học cơ bản được thành lập với tên gọi là Khoa Khoa học Đại cương. Năm 1998, thành lập Khoa Y học cổ truyền trên cơ sở sáp nhập bộ môn Đông y và Trường Trung học Tuệ Tĩnh 2 và thành lập Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Trung ương 3. Năm 1999, xây dựng Khoa Y tế công cộng trên cơ sở sáp nhập bộ môn Y tế công cộng với Khoa Tổ chức Quản lý Y tế của Viện Vệ sinh Y tế công cộng. Như vậy, từ năm 1999, trường đã có 7 khoa và một bệnh viện, là hình ảnh của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Trong 70 năm hình thành và phát triển, những giá trị truyền thống đã được hình thành và truyền lại qua bao thế hệ, vững bền qua mọi thử thách, đó là tình thương, sự chính trực, đoàn kết, tôn trọng và tinh thần phục vụ. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các trường trọng điểm quốc gia trong xu hướng hội nhập, trong vai trò và bối cảnh mới. Sứ mệnh của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ duy trì đào tạo nguồn nhân lực y tế mà hướng đến sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Suốt 70 năm qua, công tác giáo dục và đào tạo của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, khẳng định ưu thế vượt trội với đào tạo đa chuyên ngành, đầy đủ các loại hình đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, các trung tâm chuyên sâu và hệ thống bệnh viện thực hành. Đặc biệt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có đội ngũ giảng viên hùng hậu với trình độ chuyên môn cao, với những giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia đầu ngành đáp ứng nhu cầu giảng dạy nghiên cứu khoa học cho sinh viên và học viên sau đại học. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tập trung cải thiện chất lượng đào tạo hệ đại học chính quy và phát triển hơn nữa đào tạo sau đại học. Quy mô đào tạo hiện nay khoảng 15.000 sinh viên quy đổi mỗi năm. Bên cạnh đó, trường còn tiếp nhận đào tạo hệ chính quy cho sinh viên quốc tế từ Lào và Campuchia, đào tạo các khóa ngắn hạn cho các sinh viên và học viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày nay, nhà trường vẫn không ngừng phấn đấu để vươn tầm cao mới với mục tiêu là xây dựng một đại học y dược với định hướng nghiên cứu được kiểm định quốc tế, ngang tầm với các nước trong khu vực. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học. Nhà trường đẩy mạnh việc kết hợp chặt chẽ công tác đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao vốn tri thức cũng như năng lực thực hành và tư duy sáng tạo, tập trung trên các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu điều tra dịch tễ học và nghiên cứu ứng dụng, triển khai kỹ thuật mới tiên tiến trong lĩnh vực khám chữa bệnh, phát triển sản xuất thuốc. Trường đã thực hiện nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp thành phố, cấp bộ và cấp nhà nước. Các hội nghị khoa học kỹ thuật, hợp tác nước ngoài, hội nghị khoa học trẻ được tổ chức định kỳ và thường xuyên, giúp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giảng viên. Với những kết quả đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học, thầy cô và sinh viên của trường đã được trao tặng nhiều giải thưởng giá trị. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có uy tín trong phạm vi cả nước. Bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa sâu với nhiều trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ chuyên môn của bệnh viện là những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành, những người luôn tiên phong cập nhật những tiến bộ của y khoa thế giới và giàu kinh nghiệm trong thực hành khám chữa bệnh. Bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh là bệnh viện hạng 1. Bệnh viện luôn chú trọng mô hình quản lý bệnh viện tiên tiến, lấy chất lượng, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế là nòng cốt.
Khu điều trị khoa răng hàm mặt hàng năm tiếp nhận hàng chục ngàn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Tất cả các loại hình điều trị chuyên ngành răng hàm mặt đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân. Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo gồm đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học. Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm đã tiên phong triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng xét nghiệm ở các cơ sở y tế từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm còn tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của hệ thống y tế. Trung tâm sinh học phân tử, trung tâm học liệu, trung tâm khoa học công nghệ dược Sài Gòn, trung tâm phẫu thuật thực nghiệm, đơn vị huấn luyện kỹ năng, không chỉ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu mà còn đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhà trường luôn quan tâm tới việc cải thiện môi trường học tập cho sinh viên, thư viện mới, thư viện điện tử, phòng tự học được xây dựng và nâng cấp, các phòng học thông minh được xây mới, hệ thống e-learning thường xuyên được cải tiến, các đơn vị huấn luyện kỹ năng được chú trọng xây dựng và không ngừng cải thiện. Trường cũng đang trong quá trình đổi mới chương trình đào tạo với phương pháp giảng dạy mới, chú trọng vào việc lấy sinh viên làm trung tâm, phát triển kiến thức tổng hợp, khả năng tư duy độc lập, tư duy phản biện, giải quyết các vấn đề thông qua làm việc nhóm, y học chứng cứ, thực hành thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp nhằm xây dựng kỹ năng học tập suốt đời cho sinh viên. Quá trình học tập suốt 6 năm tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực sự đã cho em những cái nhìn sâu sát về sự thay đổi của trường trong hơn nửa thập kỷ qua. Lòng nhiệt thành và sự quan tâm của các thầy cô đã luôn động viên chúng em rất nhiều. Hơn nữa là các thầy cô còn giúp chúng em vững tin hơn trên con đường y khoa đầy khó khăn này. Cuối cùng là em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô vì thầy cô không chỉ tạo điều kiện cho chúng em học tập, nghiên cứu khoa học cũng như là hoạt động phong trào mà thầy cô còn động viên chúng em rất kịp thời bằng các nguồn học bổng vô cùng dồi dào. Ngoài ra, có hoạt động ngoại khóa của sinh viên như công tác thiện nguyện, thể dục thể thao, văn nghệ, mùa hè xanh v.v. cũng luôn được quan tâm nhằm giúp sinh viên phát triển con người toàn diện, luôn đưa ra những quyết định phù hợp, ứng xử có đạo đức và hành xử chuyên nghiệp. Các hoạt động đoàn thanh niên và hội sinh viên của nhà trường thì ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Chúng tôi thực hiện các hoạt động về tình nguyện, ví dụ như là xây dựng nông thôn mới hoặc là xây dựng cái trạm y tế kiểu mẫu và rất nhiều các hoạt động tư vấn về kiến thức sức khỏe cho người dân. Thứ ba đó là chúng tôi tổ chức các hoạt động để huấn luyện về kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên để sinh viên có thể trở thành những cái người cán bộ y tế có đủ năng lực đáp ứng được cái nhu cầu của nghề nghiệp trong tương lai. Sinh viên và học viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đến từ mọi miền của Tổ quốc, Bắc, Trung, Nam, sau khi tốt nghiệp đã trở thành các hạt nhân của mạng lưới hệ thống y tế. Có thể nói, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chính là điểm tựa và nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu cho hệ thống y tế ở các khu vực phía Nam. Đặc biệt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh còn đóng vai trò tích cực trong sự phát triển của hệ thống giáo dục y tế nước nhà, thông qua việc hỗ trợ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho việc thành lập và xây dựng khoa học y dược cho các cơ sở đào tạo khác như Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Học viện Quân y, Khoa Y Đại học Tây Nguyên, Khoa Y Đại học Đà Nẵng, Khoa Y Dược Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác hợp tác quốc tế của trường đang ngày càng phát triển sâu rộng, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Nhà trường không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác. Hiện nay, trường có 60 thỏa thuận hợp tác quốc tế còn hiệu lực với các trường đại học, tổ chức trên thế giới, các hội chuyên khoa, các bệnh viện. Hàng năm có hàng trăm hội thảo khoa học quốc tế, các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trong cái quá trình học tập của mình, mình cảm nhận được là thầy cô giúp đỡ nhiệt tình với sinh viên nước ngoài, đặc biệt là sinh viên Campuchia. Và tôi cảm thấy tôi rất là thích môi trường học tập ở trường này. I chose Vietnam for my internship and in especially Ho Chi Minh City because I only heard good things about it. I learned a lot until now.